Xin chào tất cả các bạn đến với channel và mình là Cuội. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục cuối tuần này đi đâu. Thì thôi không nói dông dài nữa, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại xem sẽ có những sự kiện hoạt động nào thú vị diễn ra vào cuối tuần này nhé. Mùa cuối năm vốn là mùa của những lễ hội. Bạn là một người có tâm hồn ăn uống bất tận, có sự shopping điên đảo, thì chúng ta hãy nhanh chân đến ngay với lễ hội ẩm thực mùa đông được diễn ra tại nhà văn hóa thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Lễ hội ẩm thực mùa đông là một lễ hội ẩm thực đường phố hoành tráng được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 12 tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với hơn 200 món ăn đa dạng và hấp dẫn. Ngoài ra còn có cái chuỗi workshop với các sản phẩm thủ công tinh tế được sản xuất tại chỗ nữa. Nóng hơn cả là ngày hội mua sắm Vascara được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 với hơn 300 mặt hàng cao cấp được giảm giá đến 50%. Và ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động giải trí để chuẩn bị cho năm mới được diễn ra vào những ngày tiếp theo nữa. Quả là hấp dẫn đúng không nào? Mùa Noel cuối năm đã đến gần và bạn vẫn còn loay hoay lo lắng chưa tìm được món quà nào thật là ý nghĩa và độc đáo để tặng cho những người thân yêu của mình. Thì hãy đến với Artist Lottie, thì tại đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự làm những món đồ trang sức để làm quà tặng thật là đúng gu của mình nhé. Sẽ có một buổi workshop để cùng làm ra những món trang sức với chất liệu bạc được diễn ra vào ngày 17 tháng 12 từ lúc 4 giờ đến 6 giờ chiều và ngày 18 tháng 12 từ 9 giờ tới 11 giờ sáng tại Losty Studio tầng 1 Hà Nội Creative City số 1 Lương Yên. Với tất cả các dụng cụ dây kim loại đá tự nhiên Losty đã chuẩn bị sẵn. Đến đây thì bạn sẽ được hướng dẫn các thao tác cụ thể và cơ bản trong suốt quá trình. Tất nhiên thành quả chúng ta có thể mang về rồi. À, và phí tham dự là 550 một người và hãy đăng ký trước 2 tiếng khi mà workshop bắt đầu để các bạn có thể tham gia nhé. Bạn là một người yêu sách và là một mọt sách chính hiệu thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được ngày hội Zero Book Day xả kho sách đồng giá 15.000 để đến đây và mang về cho mình cả một bao tải sách đúng không nào? Sự kiện được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 tại hai địa điểm là 236-4 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình và 17 Trương Hoàng Thanh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vào cổng sẽ hoàn toàn được miễn phí, ai đến cũng sẽ có quà. Kho sách được giảm giá đến 80% với đủ các thể loại từ văn học, sách kỹ năng, khoa học, ẩm thực, chiêm tinh, v.v. Đặc biệt khi hóa đơn mua hàng từ 100.000 trở lên thì bạn đã có quà rồi. Hóa đơn càng nhiều thì quà càng lớn nhé. Ngoài ra còn có cả buổi ký tặng sách của các tác giả đang được yêu mến nữa. Các mọt sách ơi, chuẩn bị nhanh hầu bao của mình để đến càng quét sự kiện này đi nào. Còn các bạn ở Hà Nội thì đừng buồn nhé, vì đã có kho sách Chi Gân Cộng Đồng mở ra cho các bạn yêu sách đây. Bạn đã sẵn sàng đột nhập vào kho sách của cả ba nhà sản xuất là Kim Đồng, Phụ Nữ và Trẻ chưa? Gần 30.000 cuốn sách đã được mang thẳng từ kho ra phục vụ cho bạn. Sẽ có rất nhiều sách hay, sách đẹp mà bạn vô tình không biết. Và đây là cơ hội để gặp lại. Sự kiện được diễn ra vào ngày 17-18 tháng 12 tại Sân Chính Học viện Phụ Nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Với mức giá vô cùng ưu đãi và có thể được giảm giá đến 50%, nên bạn đừng ngần ngại mà khuân thật nhiều sách về để đọc, để tặng nhé. Bạn là một người bay bổng và đam mê nghệ thuật hội họa ư, thì đã có sự kiện Mix and Paint, một nơi được lấp đầy bởi tình yêu và niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Sự kiện sẽ được diễn ra vào ngày 16, 17, 18 tháng 12 tại số 93 xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Với giá vé là 450 cho một ngày, vào ngày 16 và ngày 17 tháng 12 thì các bạn sẽ được tham dự tiệc tại nhà hàng bar, chiêm ngưỡng các buổi trình diễn live, hát live và workshop thảo luận cùng với các nghệ sĩ. Riêng chủ nhật ngày 18 tháng 12 thì vé cổng sẽ được miễn phí, nhưng lúc này sẽ còn triển lãm thôi nhé. Vào những ngày cuối năm thì ai cũng bận rộn với đủ thứ việc cả, nhưng các bạn cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và dành cho mình những ngày cuối tuần thoải mái nhé. Thôi thì chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Goodbye! À, mà quên hãy nhớ like, share và subscribe nếu thấy video này hay nhé.